Ngoài ra thì những cái trang web để giúp mình có thể upscale hình ảnh này. Đấy, thì ở đây là một loạt, tôi đã liệt kê ra một loạt những trang web để anh chị em có thể upscale cái hình ảnh ở đây này. Đấy, mình chỉ việc bấm vào đây thôi, xong mình upload cái video, upload cái image của mình lên. Đấy, ví dụ như là mình có một cái hình ảnh nào đó mình vừa mới download xong nhé. Ví dụ hình ảnh này đi. Đó. Đó. Đó, mình có thể upload lên. Thì mỗi một cái bản như này ấy, nó sẽ cho mình miễn phí một số lần upload nhất định, một số lần sử dụng nhất định anh chị em nhé. Đấy. Ví dụ đây anh chị em thấy này. Bên trái là dạng upload theo dạng bình thường. Đấy. Bên phải là upload theo dạng là dạng là AI, tức là có thêm AI nữa. Đấy, thì bên phải là upload nó sẽ cao hơn. Ở đây mình chọn là X2, mình có thể chọn X4. X4 thì độ nét nó sẽ cao hơn. Đấy, cái khung ảnh nó sẽ lớn hơn. Cái kích thước ảnh nó sẽ lớn hơn. Đó. Thì ở đây là Huy đã liệt kê cho anh chị em tất cả, nó còn khoảng độ mấy thằng nữa, nó còn mấy thằng nữa. Được chưa? Hầu hết là những cái đấy. Cái upscale mà rất là thú vị. Tuy nhiên thì Huy có một cái app upscale, mình đã download ở trong máy rồi. Đây, cái này mình cài đặt nha anh chị em nhé. Mình cài đặt, đó mình lựa chọn một cái hình ảnh này, đó, mình lựa chọn một cái hình ảnh nào đó để mình upscale này, đấy. Ví dụ như là những cái hình ảnh này, đấy. Ví dụ hình ảnh này, được chưa? Thì mình chọn upscale này. Mình có thể upscale là gì ạ? Là X2 hoặc X4 nhé. Tức là hình ảnh này hiện nay nó đang là khoảng độ 2000 nhân 2000. Thì mình up X2 lên thì nó là, à đây nó đang là 1000 này. Nó form là từ 1000 nhân 1000 này. Thì bình thường là up lên 4000 nhân 4000 này. Xong nó có thể up lên double này, 8000 nhân 8000 này. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Nó siêu lớn luôn. Đó, mình để 4000 nhân 4000 thôi anh chị em thử xem nhé. Đấy. Vì là upscale càng lớn thì cái thời gian để nó gì ạ, để nó làm càng lâu. Và đây là cái upscale của mình mà Huy nói anh chị em biết là gì ạ, là mình có thể dùng miễn phí trọn đời luôn. Mình cài vào máy mình cứ thế mình dùng miễn phí thôi, và mình có thể upscale cả cái folder luôn. Ví dụ hôm trước Huy upscale cái folder là hơn hơn 200, khoảng 240 bốn mấy cái photo ấy, mình đưa vào phan nhấn nút phát là nó tự động nó cứ upscale, còn mình trong thời gian đấy thì mình lại làm việc khác, được không ạ? Đấy, thì đấy là những cái công cụ mà Huy đã nghiên cứu, Huy đã tìm hiểu được để gửi cho anh chị em. Đấy, ví dụ như thằng này. Đấy, thì anh chị em nhìn thấy thằng này. Bây giờ nhé, là cái upscale X4 ấy, thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Đấy, nét hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng có vẻ là cũng chưa được ưng ý lắm, chưa được nét lắm. Đấy, nên coi như là mình cảm thấy ok rồi. Đấy, thì mình nhấn download. Đấy, hoặc là mình có thể là gì ạ? Enhance quality, tức là mình nâng cấp cái gì ạ, cái chất lượng của nó lên. Đó, thì mình có thể là nhấn thêm cái đấy nữa thì nó sẽ làm cho nó đẹp hơn. Ok không ạ? Rồi.